Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm dốc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pharisêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, nhiều lần trong lời giảng của Chúa Kitô chúng ta thấy Chúa đã không ngần ngại đề cao những cái đức độ của những người không phải là Kitô hữu. Chúa đề cao những cái người luật sĩ biệt phái. Khi Chúa nói là nếu những người môn đồ của Chúa, những người tín hữu của Chúa mà phẩm chất, mà đạo đức không lớn hơn, không vượt cái phẩm chất và đạo đức của những người luật sĩ và biệt phái, thì Kitô hữu sẽ không có thể được đón nhận vào trong vương quốc của Chúa Kitô. Rồi Chúa Kitô còn đi xa hơn nữa khi nhiều lần Chúa gần như dám thách thức với cái dư luận lúc bấy giờ của xã hội Do Thái, nặng những cái thành kiến, nặng tất cả những cái ngộ nhận mang đầy tính mặc cảm tự tôn, cho rằng họ là dân riêng của Chúa, họ đã có những cái vị tổ phụ lừng danh, và họ nhìn tất cả những dân tộc khác, nhất là những dân tộc không cùng chia sẻ niềm tin vào tổ phụ Abraham, vào những cái luật pháp của đại ngôn sứ Môsê, mà coi những dân tộc đó chẳng khác gì những cái kẻ không xứng đáng để được lãnh nhận cái đại phước của con cái Thiên Chúa. Thí dụ như trường hợp dân tộc Samari, một cái dân tộc mà do cái hệ lụy của lịch sử thời của đại hoàng đế Salomon đã trở thành một cái vùng đất của đủ mọi cái thứ lạc đạo, chống đối truyền thống, và gần như cái đời sống luân lý không được người Israel nể phục. Và giữa cái dân tộc Samari với người Israel vì thế mà có cái mối hiềm thù đến nỗi ngay như trong số các môn đồ của Chúa Giêsu cũng không vượt qua được cái rào cản thành kiến này. Và nhiều cái lần khi mà không đi băng qua được đất Samari để lên thờ phượng Chúa ở đền thờ Jerusalem ở miền đất của dân Judea, các tông đồ đã xin Chúa cho phép họ được hô hoáng lửa từ trời xuống để thiêu rụi đám dân Samari vô đạo và hết sức thù nghịch với người Israel nói chung và với các môn đệ của Chúa nói riêng. Chúa Giêsu đã dám bước qua khỏi cái lằn ranh đỏ đó
khi Chúa chẳng những là trong lời giảng, trong lời nói đề cao nhiều cái gương sáng của người Samari. Thí dụ như câu chuyện người Samari nhân hậu, và đặc biệt là cái lần Chúa Giêsu tiếp xúc với người phụ nữ Samari đã qua 7 đời chồng. Và sau đó Chúa đã thuyết phục được bà ấy tin vào Chúa. Giờ bà ấy còn trở về làng mạc của mình để mời thêm nhiều đồng bào khác nữa tin vào Chúa Giêsu. Và do đó mà chúng ta không lấy làm lạ khi Chúa Giêsu cuối cùng cho chúng ta biết là nếu mà chúng ta, những người môn đồ của Chúa, không cố gắng để có một cái đời sống có phẩm chất vượt hơn cái phẩm chất của người Israel, của người Samari, hay là của các tôn giáo ngoài Kitô giáo, thì thực sự chúng ta chỉ là những người Kitô hữu, hữu danh mà vô thực. Tuy nhiên, Chúa vẫn luôn đề cao cái phẩm giá cao quý của người môn đệ của Chúa. Vì đó là một cái thực tế. Cái phẩm giá này không vì lỗi lầm của một số Kitô hữu nào đó, không vì cái gương xấu của một số Kitô hữu nào đó mà chịu ảnh hưởng, mà bị giảm bớt giá trị đi. Bởi vì trong thực chất, một khi đã trở thành môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có thể dựa vào giáo lý của Thánh Phaolô. Đó là một cái phước lớn, không phải là do cái công đức riêng của mỗi người chúng ta, nhưng do lòng thương xót vô biên vô tận của Thiên Chúa được thể hiện nơi cuộc đời, nơi giáo huấn, nơi cuộc thương khó, nơi cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, mà chúng ta được đổi đời, chúng ta được nâng lên cái địa vị là Kitô hữu, là những người thuộc của Chúa Kitô, là những người thủ túc của Chúa Kitô, là những người thực sự được chia sẻ cái sứ vụ làm chứng cho chân lý về tình thương của Thiên Chúa Cha, và do đó cũng được chia sẻ cái phẩm giá rất cao quý của Kitô hữu. Cái phẩm giá này cần phải luôn luôn được nêu cao, như là trong cái dụ ngôn về ánh sáng thế gian, phải để lên chỗ cái nơi cao nhất cho mọi người được nhìn thấy. Dụ ngôn về muối của trái đất này phải đưa vào những cái chỗ cần thiết nhất, kể cả những chỗ hôi tanh, những cái chỗ gần như là bị hư hoại, bị thối rữa, để chữa lành, để hàn gắn. Và cũng là cái men của lòng thương yêu, cái men của cái lòng trắc ẩn, cái men của tất cả những gì là tha thứ, là nhân bản, để cho cái khối bột nhiều khi nó vô hồn, nhiều khi là nó không có giá trị, để trở thành một cái tấm bánh, một cái tấm bánh đầy chất dinh dưỡng để bẻ ra chia cho nhân loại này. Phẩm giá của Kitô hữu, bởi vì gắn liền với phẩm giá của Chúa Kitô, cho nên mãi mãi là có giá trị. Bất kể cái giới hạn, bất kể cái yếu hèn và mỏng giòn của mỗi Kitô hữu, chúng ta xét như là cá nhân, chúng ta chúc tụng Chúa và tạ ơn Chúa chi qua hiệu lực của bí tích thánh tẩy để cho chúng ta được mang lấy cái căn tính mới, cái danh xưng mới là Kitô hữu, là những người thuộc về Chúa Kitô. Xin cảm ơn anh chị ạ.